lúc đó họ sẽ có một cái khoảng thời gian để họ thoi thóp lên xuống hả chú? Có chứ. Khi nhảy xuống hết đà người ta nổi nổi lên, rồi lại chìm xuống nổi lên 3 lần như vậy người ta mới chìm đi. Giá gạo 3 lần người ta mới chìm đi. Thế cho nên là tôi phải thiết lẹ. Biết chắc là khi con người ta mà nhảy xuống sẫm mà người ta chìm đi một phát này, người ta đã chết rồi, người ta nằm ở đâu. Đúng 24 tiếng hồ người ta mới nổi lên. Hồi đó người ta chết dưới sông là bố tôi lấy câu già, là nước chảy mặn cỡ nào mặn nhưng mà người ta còn nằm ở đâu. Trước giờ con cứ tưởng là cái sông nước mênh mông này nó rất là khó, khó đối với những cái vụ chết đuối như vậy để tìm xác định được vị trí. Nhưng mà hóa ra là nó cũng có một cái quy luật hả chú? Đúng rồi, có cái quy luật. Dạ. Biết là ở đó nhưng mà bỗng nhiên mình tìm hoài nó không ra thì mình sẽ có những cái gọi là khấn thôi. Đúng rồi. Nhưng mà mình khấn với cái người... Đúng rồi, mấy người cái người âm đó. Đúng. Để cho mình dễ dàng tìm được họ. Thì con cũng ngỏ ý với chú là con với một sư thầy cũng có ý là sẽ cúng. Bởi vì nghe là cái vị trí của cây cầu này thì cũng nhiều người nhảy quá, với lại cũng nhiều người mất quá. Đúng. Thì mình có một cái buổi cúng để gọi gần như là an ủi cho các vong linh ở đây, cũng như là cho nơi đây nó ấm cúng hơn. Thầy con mà có muốn... có những cái lời kinh tiếng kệ trên sông á thì nhờ chú ba là chở đi đó vậy đó. Dạ thì con xin gửi cho chú nha. Rồi tôi cũng cảm ơn cô gì, cô Hiếu ở cô Úc. Hiếu ở Úc. Dạ. Thì cũng gửi cho tôi 2 triệu. Dạ. Với lại chú cho tôi được 200 thì dạ, tôi con tin nhân nha, nãy giờ con quên nói tên tin nhân. Dạ. Cứ lâu lâu thì con lại đọc báo á chú, con thấy là có những cái tai nạn thương tâm. Và như chú Ba Chúc nói thì thường là ngay chỗ cái vị trí là giữa cầu, họ sẽ lên đó và sau đó thì để xe, để lại tài sản gì đó ở đó. Và leo qua cái thành cầu này ngay chỗ cái bảng vàng này đây nè, và gieo mình xuống đây để kết liễu cuộc đời mình. Và cứ hễ mà chú Ba nghe một cái tẩm một cái là chú Ba ở sát chân cầu luôn mà. Cứ nghe hoặc là nghe ai tri hô cái là chú lao ghe ra liền. Lúc đó họ sẽ có một cái khoảng thời gian để họ thoi thóp lên xuống hả chú? Có chứ. Khi nhảy xuống hết đà người ta nổi lên, rồi lại chìm xuống nổi lên 3 lần như vậy người ta mới chìm đi. Giá gạo 3 lần người ta mới chìm đi. Thế cho nên là tôi phải thiết lẹ. Dây không bao giờ tôi cột, tôi chỉ có chồng, mình kiếp chồng xong rồi gỡ ra là giật. Là quay đề máy nó chạy liền ra mới cứu kịp người ta được. Tức là quy luật luôn, thì dù cho có muốn chết hay không muốn chết gì, hãy mà đã xuống dưới đây thì sẽ nổi trở lên. À đúng rồi. Rồi lại chìm xuống, uống mớ nước nữa thì lại nổi lên. Rồi lên cái cơ thể con người mình nó vậy hả chú? À đúng rồi. Dạ. Ra gạo 3 lần rồi mới chìm đi. À, chú có thể chia sẻ với khán giả đó là khi mà lỡ gặp một cái tai nạn ở dưới nước á, thì mình có những cái mẹo, những cái cách thoát hiểm nào để mà mình bảo vệ cái mạng sống mình một cách khả quan nhất không chú? Thì coi như người ta ôm mà mình nếu mà có cảm thấy thì mình lên được, là vừa thở, mình thở được và đồng thời người ta thở được. Nếu mà không có cảm thấy thì người ta bó và người mình làm sao phấy vùng, làm sao mà răng được ra, mình đẩy người ta lên. Đẩy người ta lên rồi mình cứ lặn, mình lội xa ra là mình cứ đẩy người ta lên rồi lội vào bờ, xô người ta vào thì mới được. Chứ còn mà nếu mà trường hợp mà dưới sông này nói thật ra là cũng nguy hiểm, không nói trước được. Khi mà mình xuống sông mình phải cái tính mạng mình là trên hết, mình phải lo cái tính mạng mình là trên hết. Là mình phải cột dây đàng hoàng đâu đó và mình phải nhắm ống xuống để cho người ta víu vào mình mới cứu được. Hay là hoặc người ta vần vần là mình chộp người ta. Thì chứ mà xuống xong mà người ta vô được mình là mình chết theo người ta ngay. Thế nên mình cứu người này nguy hiểm lắm. Đó là những cái lưu ý của bản thân chú khi mà chú cứu người. Còn ví dụ như một người khi mà bị đuối nước ở trên sông á, hoặc là con không nói đến cái việc là họ nhảy để họ tự tử nha. Ví dụ như vô tình gặp một cái tai nạn khi mà chìm ghe, hoặc là khi mà lật xuồng, hay là khi mà trợt chân á, thì với một người bình thường á, biết bơi á, thì
không nói gì rồi. Còn ví dụ như không biết bơi thì mình có những cái cách nào để mà mình kêu cứu hay là như thế nào không chú? Thì cái đó là phải chạy ghe lẹ lại rồi chụp người ta, bỏ lên ghe, đỡ người ta lên ghe. Hoặc là nếu mà người ta mà coi như là mình không thoát kịp được, mình phải bơi ra thì mình chỉ có xô người ta. Mình cứ xô người ta rồi tới xô người ta vào, chứ đừng có lại gần người ta. Lại gần người ta là lúc bây giờ người ta hoảng là người ta chụp mình. Người ta chụp mình là mình chết không? Người ta ra nắm chắc mà mình bỏ là mình lội không được là mình chết không? Nhưng mà ý của con á là cái đó là với chú, còn với một cái người mà khi đang bị ở dưới nước á, thì ví dụ như là nín thở hay là làm như thế nào để cố gắng nổi lên được cho người ta thấy á chú? Thì có những cái mẹo nào cho những cái người như người thường khi mà rớt dưới không? Chỉ có khi mà rớt xuống thì không còn cái mẹo nữa. Chỉ còn cứ mình lặn xuống mình xô người ta vào, chứ còn không còn cái mẹo nữa. Tức là khi mà gặp tai nạn ở dưới nước thì cực kỳ nguy hiểm. Như chú ba là đã có kinh nghiệm nhiều năm rồi, nhưng bây giờ chú cũng không biết chỉ làm sao để khi mà trong cái tình huống đó. Đúng rồi. Dạ. Chỉ có người thấy kịp thôi. Đúng rồi. Thì sẽ còn hy vọng. Một cái xác khi mà đã nổi lên đó chú, thì nó dễ phát hiện rồi. Và khi đó mình chỉ cần những cái thao tác mình neo vào trong cái thuyền và mình kéo vào bờ thôi. Còn với những người mà chưa đủ cái khoảng thời gian để nổi lên á, thì chú phải lặn chú tìm. Tôi hồi xưa thì lặn được, bây giờ không lặn được nữa. Bây giờ là chịu chết. Bây giờ là chờ cho người ta nổi lên tôi mới dám bớt. Chứ còn bây giờ mà lặn này, lặn không nổi. Lặn như hồi xưa mà kiếm mà lặn không được. Hồi xưa thì còn lặn kiếm được. Bây giờ thì không lặn được. Nhưng mà như chú nói thì mình biết là họ đang ở vị trí đó. Thì tôi biết là cái... Nhưng mà khi mà chú lặn tìm thì lại không có hả? Không. Có thể là cái nước đã dịch họ đi... Nhưng mà hồi... Tôi biết chắc là khi con người ta mà nhảy xuống sông mà khi mà người ta chìm đi một phát này, người ta đã chết rồi, là người ta nằm ở đâu. Đúng 24 tiếng hồ người ta mới nổi lên. Chứ còn không có chạy thịt đi đâu hết. Khi người ta nổi lên thì nước chảy mặn quá, thì nó đạp đi xa thôi. Chứ còn không có trôi đi đâu cả. Thì vì tôi xác định nào gì. Nào bây giờ là tôi thấy là coi như là khi bố tôi còn sống mà tôi chèo đằng lái nè. Hồi đó người ta chết dưới sông là bố tôi lấy câu già. Là nước chảy mặn cỡ nào mặn mà người ta còn nằm ở đâu. Lấy câu già móc một quần áo kéo này. Rồi đúng 24 tiếng hồ, coi như mà không câu, không lặn, thấy là đúng 24 tiếng hồ mới nổi lên chứ không có trôi đi đâu cả. Ủa như vậy thì con trước giờ đó, con cứ tưởng là cái sông nước mênh mông này nó rất là khó. Khó đối với những cái vụ chết đuối như vậy để tìm xác định được vị trí. Nhưng mà hóa ra là nó cũng có một cái quy luật hả chú? Đúng rồi, có cái quy luật. Dạ. Đúng 24 tiếng hồ mới nổi. Tức là khi mà đã mất ở đó đó, khi đã chìm ở đó đó, thì sẽ nằm ở đó. Đúng rồi. Đó là do cái sức nước sẽ không đủ đẩy cái trọng lượng cơ thể mình đi hả chú? Không đẩy nó. Dạ. Chỉ có khi mà nổi lên rồi đó, thì nước mới dễ dàng đẩy đi, nổi lên mặt á. Đúng rồi. Thì với những cái trường hợp mà chú biết là ở đó, nhưng mà bỗng nhiên mình tìm hoài nó không ra, thì mình sẽ có những cái gọi là khấn thôi. Đúng rồi. Nhưng mà mình khấn với cái người. Đúng rồi, mấy người âm. Người âm đó. Đúng. Để cho mình dễ dàng tìm được họ. Đúng rồi. Hoàn thành cái công việc của mình và cũng giúp được cho họ. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi có cái trường hợp nào mà chú kiếm không ra rồi cái chú khấn mà sau đó chú tìm được không? Có. Có khi đi 2-3 ngày mới thấy. Người ta nhờ đi kiếm á. Có khi là 2-3 ngày mới thấy. Vì kiếm một ngày đó là khi nó lục bình nhiều, lục bình như vậy thì dễ thấy, mà lục bình nó đặc rông thì làm khó, làm sao mà kiếm thấy được vậy. Lúc mà người ta nhờ đi kiếm là phải nhờ anh em đi theo, nói với người ta là
bây giờ gia đình muốn kiếm cho mô lẹ thì tôi phải kêu thêm mấy ghe nữa để ghe đi bên này, ghe đi bên kia, tôi đi giữa. Người ta lấy bao nhiêu thì trả tiền cho người ta. Chứ còn bây giờ mà mình tôi đi kiếm mà nó nằm bên kia mà tôi chạy bên đây cũng vứt đi. Đấy, cho nên người ta cũng đồng ý rồi, nếu mà chú mà kiếm được con mấy ghe thì giúp con về là quá tốt. Thì người ta lấy bao nhiêu tiền thì trả người ta, còn tôi khỏi cũng được. Nếu trả thì tiền xăng cho tôi thì tốt, không trả thôi. Coi như tôi cũng làm chút thôi. Như vậy thì làm cái công việc này thực ra với chú là nó không có cố định và nó cũng không có khiến cho mình giàu được nữa. Đúng rồi. Bởi vì trong cái lúc mà người ta đang khốn cùng, gia đình người ta đang hoảng loạn, lo lắng. Đúng rồi, đúng rồi. Như vậy mà nếu như mà mình nói ra một cái giá, mặc dù mình cũng phải mưu sinh, ai cũng phải mưu sinh, mình còn nuôi chú nuôi cả năm đứa con mà. Nhưng mà trong những cái khoảnh khắc như vậy, những cái thời điểm như vậy thì đúng là cái chuyện tiền bạc mình rất là ngại đề cập, đúng không? Đúng rồi. Cái tâm của mình cũng không cho phép mình. Đúng rồi. Cái phải tâm lợi quá phép. Nhiều từ đúng cái rồi. Việc đó. Đúng rồi. Mọi thứ nó cứ tùy duyên. Đúng rồi. Người ta cho bao nhiêu, giúp mình bao nhiêu thì mình nhận. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Còn không dám đòi hỏi. Dạ. Bởi vì mình thì cũng có cái công việc chính đó là mình đi chở khách mà. Đúng rồi, đúng chở rồi. Chở khách chứ không phải là cái đó là cái chính. Đúng rồi, đúng cái rồi. Cái đó chỉ là một cái duyên nào đó đến đúng với rồi. Mình và bây giờ thì mình phải làm. Đúng rồi. Bản thân con thì chia sẻ với chú, con rất là nể phục những cái gần như là dị nhân đó, những cái người như chú tạm gọi là như vậy đó, con cũng biết gọi làm sao cho ấy. Như là hiệp sĩ Minh Cô Đơn ở ngoài làng đại học, chắc chú cũng biết mà đúng không? Có nghe là cái gì ở trên Bình Dương đó, dạ, có một ông. Dạ đúng rồi. Ông nói rồi, tên gì, con, ông có dạ. Nguyên một đội bắt cướp, đúng rồi. Con thì cũng biết chú Minh Cô Đơn, chú Minh thì sống ở trong rừng. Mà bắt cướp ở làng đại học rất là nhiều, trộm cướp rồi bơm bát xe miễn phí giúp sinh viên. Rồi hôm nay thì con lại gặp chú Ba Trúc là một cái người chuyên vớt xác ở đây. Thì con rất là sợ một ngày nào đó mà khi mà cái thế hệ của các chú á, thời gian thì nó không có tha ai hết á. Đúng cho nên rồi. Khi mà các chú mà không còn sức, không còn để làm nữa đó, thì không biết là có những ai đó để làm nữa hay không. Thực sự là con cảm thấy rất là tiếc và rất là lo về những cái việc như vậy. Yeah. Yeah. Còn tôi nói lại cho chú bây giờ nó là tùy duyên thôi. Chứ ai mà muốn làm cái công việc như thế vậy, tùy duyên của con người. Hay là ông trời ông bảo thì cái chuyện đó là không biết rồi. Chứ còn ai không muốn giàu sang, không ai muốn cực khổ như là sông nước này cái nọ. Nhưng mà tôi chắc cũng có nghĩ một câu là chắc ông trời cũng không phải bảo một người nào đó làm những cái công việc như đó. Chứ còn trên đời này không ai muốn làm, không ai dám làm, phải không? Tôi nhiều khi tôi cũng đêm tôi nằm tôi suy nghĩ. Không biết là cái duyên mình hay là cái ông trời ông bảo mình hay là cái một cái vấn đề gì mà mình lại sao mà dám làm cái công việc như vậy. Chắc một cái duyên đó là ông trời ông nói với mình phải làm, mày phải làm như vậy. Chứ những cái công việc này thì chẳng có ai mà để mà mình truyền nghề rồi. Đúng rồi. Giờ cái cuộc sống nó ngày càng hiện đại á. Đúng rồi. Cứ nghe đi. Alo. Rồi. Ai kêu hả chú? Người ta lên kêu trên thả cá thì người ta đi nhá. Nhá. Dạ. À, tức là giờ người ta kêu đi phóng sinh cá. Đúng rồi. Con có ngồi đây luôn được không ta? Được, ngồi đây. Dạ. Ngồi tí mới quay luôn. Dạ, đúng rồi. Khi Nhân đang ở trên ghe cùng với chú Ba Trúc thì có người dân muốn nhờ chú chở ra giữa sông phóng sinh, cho nên bây giờ sẵn đây Nhân sẽ đi cùng với chú luôn. Rất nhiều những con cá, con rùa cực kỳ to luôn đang được chuyển lên trên ghe để chuẩn bị đi phóng sinh. Và đây cũng chính là công việc thường ngày của chú Ba Trúc.
Nhiều người dân thì khi phóng sinh sợ thả ở mé bờ sẽ bị bắt mất, cho nên thuê thuyền để ra giữa sông để thả thì chú sẽ chở. Hoặc là những người sống và làm việc ở trên những chiếc xà lan, những chiếc ghe, những chiếc thuyền rất là to thì không thể nào cập vào bờ để có thể đi chợ hoặc là mua sắm hoặc là di chuyển được, thì chú Ba Chúc sẽ nhận, bởi vì ghe của chú Ba Chúc nhỏ thì chú sẽ nhận ra giữa sông đến nơi neo đậu của những chiếc thuyền to như vậy để chú chở những người đó vào bờ. Ngoài ra thì như Nhân đã thông tin, chú còn một công việc đáng sợ khác không phải ai cũng dám làm, đó là cứu người nhảy cầu tự tử ở khu vực cầu Bình Lợi cũng như là vớt xác ở trên sông Sài Gòn. Khi nãy là phóng sanh ở đâu vậy chú? Ở trên đó là trên chùa. Cái chùa Diệu Pháp. Hôm trước con cũng có cúng ở ngoài á, sau đó con mang cá về đó phóng sinh, nhưng mà chùa đâu có cho phóng sinh nữa đâu ta. Bây giờ cho lên trên á, chùa thì bây giờ không cho nữa, mình cho xích lên trên chút xíu đấy. Là có một cái chỗ để phóng sinh luôn. Đúng rồi, có cái máng á đó, cái máng này nước lớn người ta đổ chạy xuống. Có nhưng mà người ta có chùa, người ta sợ ở đấy người ta bắt đấy. Thì người ta nhờ đi đậu thì mình chạy lên. Thì ngày nào cũng có chuyến, hai chuyến, hay có khi ngày những ngày rằm thì nhiều á. Mấy ngày rằm thì người ta những ngày rằm. Người ta điện lên thì đi có khi ngày chỉ kiếm được 200-300. Ví dụ như cái chuyến hồi nãy chú chở là bao nhiêu? Thì người ta cho được bao nhiêu thì mình lấy nhiêu chứ mình không dám lời họ. Dạ. Kệ, thì là một tâm. Nhưng mà chia sẻ thật với khán giả đi, là hồi nãy chuyến như vậy là được nhiêu để cho khán thì giả hình dung? Thì coi như là thường thường là một chuyến 50. Dạ. Thì người ta cho 50, có nhiều người khổ quá người ta cho 20. Có khi có người cảm ơn. Thì cũng có khi là có người 100-200, 200-300 không chừng người ta ủng hộ để mình lấy cái tiền xăng đó để giúp đỡ cho những người có xăng dầu để vớt cứu những người khác. Nhiều rồi. Người ta cũng biết là mình làm những cái công việc và vớt xác và cứu người này là thật là ra là cũng không có tiền, thế người ta hỗ trợ thêm. Nhưng người ta có xô cá đi, chú Ba chở con ra không gửi tiền cho chú Ba, có người thì 500, có người 300, có người không có tiền thì cảm ơn chú. Cũng muốn, tại vì tùy theo cái lòng của người ta muốn cho mình bao nhiêu, đâu có đòi hỏi được cái việc đấy. Nên như mình giúp người ta cũng cúng bái ở trên bờ, không có đòi hỏi, nói thẳng. Hồi nãy tiếc quá là bỏ những cái thùng cá, thùng ruột cũng nhiều nên con không có xuống đi chung được. Nên hồi nãy đứng trên bờ, nãy thì thả thấy cũng nhanh hả chú? Thì cứ đang dây thả thấy quá trời to luôn rồi, thấy to vậy nè. Thì thả sợ thấy bờ người ta sợ bắt mắt. Thì chạy ra trước xong rồi thả. Hôm nay thì ngoài việc con đến con ghé thăm chú với lại trao một ít tiền hỗ trợ của mạnh thường quân cho chú á, thì con cũng ngỏ ý với chú là con với một sư thầy cũng có ý là sẽ cúng, bởi vì nghe là cái vị trí của cây cầu này thì cũng nhiều người nhảy quá, với lại cũng nhiều người mất quá. Thì mình có một cái buổi cúng để gọi gần như là an ủi cho các vong linh ở đây, cũng như là cho nơi đây nó ấm cúng hơn. Thì có thể là một ngày gần nhất là con sẽ hẹn chú Ba, nhờ chú Ba giúp. Chú Ba giúp ví dụ như là chỉ một cái vị trí nào mà có thể phù hợp nhất để cúng, hoặc là thầy con mà có muốn có những cái lời kinh tiếng kệ trên sông á, thì nhờ chú Ba là chở đi. Với tư cách là một người lái đò. Chứ con biết đó là chú Ba là đạo Công giáo. Đúng cho rồi. Nên thật ra thì tôn giáo nào cũng hướng đến cái tốt thôi, đúng không chú? Thì ở phía thầy của con thì cũng muốn có những cái buổi cúng như vậy đó. Mục đích tốt thôi chứ không có gì hết hả chú? Thì cái đó có gì con nhờ chú. Ok. Về nay trước khi tạm biệt chú Ba thì con xin cảm phục chú Ba một lần nữa về những cái công việc mà chú đã làm. Thì hôm nay con đến đây thì ở đây có 2.2 triệu, trong đó thì có 200 là tấm lòng của con gửi cho chú Ba. Con không có nhiều. thì mong chú Ba nhận. Thì còn 2 triệu này là của cô Hiếu ở Úc. Ủng hộ cho chú Ba.
thì con xin gửi cho chú nha. Rồi tôi cũng cảm ơn cô gì? Cô Hiếu ở cô Úc. Cô Hiếu ở Úc. Dạ. Thì cũng gửi cho tôi 2 triệu. Dạ. Với lại chú cho tôi được 200 thì dạ, tôi con tin nhân nha, nãy giờ con quên nói tên. Tin nhân. Dạ. Đã giao tiền cho tôi 2 triệu. Với lại 200 mà chú gửi tặng tôi cũng cảm ơn cô gì? Dạ, cô Hiếu. Cô Hiếu. Cảm ơn cô Hiếu rất nhiều. Dạ. Nói chung là những cái sự động viên nho nhỏ này hy vọng sẽ giúp dạ. cho chú ổn định được một ít nào đó trong cuộc sống và dạ. tiếp tục để cứu nhân độ thế như vậy. Như vậy dạ. cảm ơn, rất là cảm ơn. Dạ dạ. À, cảm ơn. Ở đây mình có thể thấy được tòa nhà Landmark 81 tầng. Đúng rồi. Cao nhất luôn. Ở phía đằng kia nha mọi người. À, một bên là xa hoa lộng lẫy và xích xuống dưới khúc sông dưới đây thì có những cái nhà khá là sập xệ và những cái cảnh lao động rất là khó khăn. Ở Sài Gòn thì nó có hai cái mảng như vậy hả chú? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Nhưng mà con nghĩ là cứ sống sao cho mình thấy tâm mình an lạc là được rồi. Đúng rồi, tại vì sống trên đời nè, thứ nhất là cái sự khỏe mạnh với cái sự mà an tâm là chắc ăn. Dạ. Sống mà bon chen thì nó thẳng ra là tụi mình lại ra một cái người không ra gì. Mình cứ sống và biết sống.